Chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin FBNC 24/7. Kính thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho thêm 4 ngân hàng thương mại cổ phần tham gia chương trình cho vay hỗ trợ mua nhà ở gói 30.000 tỷ đồng. 4 ngân hàng thương mại cổ phần được chấp thuận là Á Châu, Quốc tế Việt Nam, Việt Nam Thương Tín và Bưu điện Liên Việt. Như vậy thì tính đến nay đã có 19 ngân hàng thương mại cổ phần tham gia chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở trị giá 30.000 tỷ đồng của chính phủ. Theo Bộ Xây dựng thì sau hơn 1 năm triển khai, gói 30.000 tỷ đồng mới giải ngân được 21%. Theo các chuyên gia thì con số này là quá thấp, trong khi chỉ còn hơn 1 năm nữa, gói tín dụng này sẽ hết thời hạn giải ngân theo quy định. Tại cuộc họp cổ đông vào ngày 23 tháng 4 vừa qua, tập đoàn Vingroup báo cáo doanh thu thuần đạt mức cao nhất từ trước tới nay với hơn 27.700 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn gần 3.800 tỷ đồng, trong đó tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh chính là bất động sản. Ông Phạm Nhật Vượng cho rằng năm 2015 là năm thị trường bất động sản sẽ tăng trưởng vượt bậc so với năm trước. Chính vì vậy mà năm nay cũng được coi như là thời điểm chín mùi để tập đoàn này triển khai hàng loạt các dự án bất động sản mới. Trong quý 1 năm 2015, tập đoàn này dự kiến sẽ lãi 2.200 tỷ đồng. Năm ngoái thì tập đoàn này đã triển khai một loạt dự án lớn bao gồm Vinhomes Central Park tại thành phố Hồ Chí Minh, Vinhomes Nguyễn Chí Thanh Hà Nội, bệnh viện Vinmec Phú Quốc, Vinpearl Premium tại Nha Trang và Phú Quốc. Cũng trong năm 2014 và đầu năm 2015, liên tục đã có những thông tin về việc Vingroup mở rộng đầu tư vào các mảng thương mại điện tử, nông nghiệp, cảng biển và gần nhất là đường sắt. Ông Phạm Nhật Vượng cho rằng dự kiến trong 5 đến 10 năm nữa, lợi nhuận từ bất động sản chỉ còn 50%, còn lại sẽ đến từ các mảng kinh doanh mới mà tập đoàn này đang bước đầu tham gia vào. Và tiếp theo đây thì xin mời quý vị cùng đến với phần nhận định về thị trường bất động sản của chuyên gia. Ông Jonathan Tisas, giám đốc hãng tư vấn bất động sản Cushman & Wakefield tại Việt Nam sẽ đưa ra một số phân tích và nhận định liên quan đến các yếu tố vĩ mô và dòng vốn FDI đổ vào thị trường bất động sản Việt Nam trong những tháng đầu năm nay. Về tổng quan kinh tế, tăng trưởng GDP ở mức 6,03% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát tại thời điểm quý 1 năm 2015 được ghi nhận ở mức thấp trong 10 năm trở lại đây, chỉ tăng 0,74% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thời điểm tháng 2 ghi nhận giảm phát so với tháng trước sau 10 năm tăng liên tục. Lượng vốn FDI vào Việt Nam trong quý 1 năm 2015 bao gồm cấp mới và tăng vốn đạt 1,84 tỷ đô la Mỹ, giảm 44,9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, vốn thực hiện tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 3,05 tỷ đô la. Trong đó bất động sản chiếm 11% tổng vốn FDI cấp mới. Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất khi chiếm gần 30% tổng vốn cấp mới trong quý 1 năm 2015. Thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa thu hút nhiều vốn FDI nhất, gần 500 triệu đô la. Liên quan đến thị trường văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh, một dự án văn phòng hạng B ở quận 1 đi vào hoạt động trong quý này, nâng tổng nguồn cung của hạng B lên 671.200 m2 từ 47 tòa nhà, tăng 5% theo năm. Nguồn cung hạng A không thay đổi trong khi chờ nguồn cung mới từ tòa nhà Vietcombank Tower vào cuối quý 2. Hiện tại có 9 tòa nhà văn phòng hạng A cung cấp 156.700 m2 sàn văn phòng cho thị trường. Giá thuê tiếp tục giảm trong năm 2015 khi có thêm những tòa nhà có chất lượng tốt gia nhập thị trường. Tòa nhà Vietcombank Tower sẽ tăng nguồn cung của hạng A sắp xỉ 25%, làm gia tăng áp lực lên phân khúc này. Những điều khoản hấp dẫn từ các tòa nhà mới gia nhập thị trường cũng sẽ làm gia tăng tỷ lệ trống khung trên thị trường văn phòng cho thuê và ảnh hưởng đến giá thuê khu vực ngoài trung tâm. Trong phần tiếp theo của bản tin FBNC 24/7 sẽ là những thông tin thế giới quan trọng sau đây. Mỹ phát hiện ổ dịch cúm gia cầm lớn nhất từ trước đến nay. Công ty dịch vụ cho đi nhờ xe của Pháp BlaBlaCar, thống lĩnh thị trường chia sẻ xe tại châu Âu.